5 cách phân biệt giống đậu đen xanh lòng hạt nhỏ Đặc điểm thứ nhất là khi mà các bác nhà mình xem cái đậu đen này Đấy nó sẽ có cái màu đen thuần thuần nhất, nó đồng nhất Đấy Và đậu phơi khô thì nó sẽ căng và bóng như này nha Đặc điểm thứ hai là các bác nhà mình sẽ thấy có một vài cái hạt mà khi mà mình trồng ở trên nương ấy không có sử dụng các cái phân bón hóa học và thuốc trừ sâu ấy thế nên là sẽ bị một số cái côn trùng gây hại nó cắn phá nha thế nên là sẽ có một vài cái hạt nó như thế này đấy nhưng mà rất là đảm bảo luôn nha không có bị sao đâu nha đó đặc điểm thứ ba là khi mà chúng ta uh, tách cái đậu này ra là mình sẽ thấy nó có màu đây. Màu xanh nha. Cái hạt đậu nó sẽ có màu xanh. Cả ở trong lẫn ở ngoài. Đặc điểm thứ tư, khi mà mình nhai cái đậu này. Đấy, mình nhai nhai cái đậu này mình sẽ thấy có mùi thơm. Đấy, nó thơm mùi đậu luôn nha. Mùi đặc trưng luôn. Đó. Và đặc điểm cuối cùng nếu mà đậu lai thì khi mà mình 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 uh, nấu cái đậu thì là mình phải nó sẽ có cái vị chát. Đấy mình phải đổ cái nước này đi còn cái đậu cái đậu này nhà em ấy. Đấy cái giống đậu nương này, cái giống cũ này thì mình không cần phải đổ nước đi nha, mình chỉ nấu một lần duy nhất cho em thôi. Đấy khi mà mình nấu lên thì cái hạt của nó khi mà nấu thì nó bé như thế này. Khi mà mình nấu lên thì nó sẽ nở ra phải to gấp đôi luôn và rất là bở luôn nha. Đó. Cái hạt đậu này thì kích thước của nó cũng không đồng đều đâu. Đấy có những cái hạt to, hạt bé về mình không có can thiệp bởi những cái loại phân bón hóa học và thuốc trừ sâu ấy đấy các bác nào mà mình muốn ăn thử trải nghiệm cái đậu nhà em thì mình kích vào giỏ hàng nha mua từ hai cân là mình sẽ được uh, miễn phí vận chuyển nha các bác ơi